Xin chào các bạn tôi là bốt của sếp Nguyễn Thành Tiến, cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi. Nếu như tôi dành ra một ngày để chia sẻ những phương pháp, chiến lược, kinh nghiệm làm thế nào để mua bất động sản ngay cả khi bạn không có đồng nào, liệu bạn có sẵn sàng tham gia? Tôi có một tin vui dành cho những người đang theo dõi tôi. Tôi chia sẻ những bí quyết mua bất động sản ngay cả khi không có tiền. Tôi gọi nó là khóa học, bất động sản không đồng. Tôi sẽ đào tạo một ngày qua Zoom vào ngày 18 tháng 9 năm 2021 đây là một cơ hội rất hiếm hoi vì đây mới là lần thứ hai tôi chia sẻ về nội dung đặc biệt này trong khóa học này tôi sẽ chia sẻ với bạn những bí quyết những thương vụ thực tế mà cá nhân tôi đã trực tiếp mua bất động sản mà không phải bỏ tiền có thể bạn đang hỏi tại sao mua bất động sản mà lại không có tiền vẫn mua được trên thực tế có rất nhiều phương pháp khác nhau để làm việc này tôi ví dụ bốn phương pháp điển hình mà tôi thường xuyên áp dụng một vay hai đàm phán ba bán trước bốn hợp tác để tôi nói với bạn điều này, bốn phương pháp này nghe có vẻ đơn giản, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng biết áp dụng vào thực tế và làm thành công. Trong khóa học, tôi sẽ chia sẻ với bạn những thương vụ thực tế, tôi đã mua bất động sản giá 45 tỷ, bán 70 tỷ hoặc mua 2 tỷ bán 2,5 tỷ trong khi tôi không hề phải bỏ tiền túi của mình ra như thế nào. Có những bí quyết, kinh nghiệm mà nếu những người chưa làm thực tế sẽ rất khó để dạy bạn một cách dễ hiểu. Tôi ví dụ, đối tượng để gọi vốn, cách trình bày thuyết phục những nguyên tắc xây dựng niềm tin, quản trị rủi ro, bí quyết làm việc với ngân hàng để ngân hàng đồng ý cho bạn vay 100% giá trị tài sản định mua. Bạn có thể dùng những kiến thức trong khóa học này để bắt đầu hành trình mua bất động sản ngay cả khi chưa có tiền. Thậm chí bạn có tiền nhưng cũng không cần phải bỏ tiền ra để mua bất động sản. Đây là lần đầu tiên tôi đào tạo nội dung này trong một ngày để bạn có thể hiểu chi tiết và áp dụng được, trước đây thời lượng chỉ có 3 tiếng. Thông thường những nội dung này chỉ dành cho học viên combo bất động sản học phí 199 triệu, nếu bạn vẫn đang đọc đến đây, bạn thực sự may mắn, bởi vì ngày hôm nay tôi sẽ mời thêm 10 người tham dự lớp học này. Thời gian: 8 giờ đến 18 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021. Hình thức: Học online qua Zoom, được quyền hỏi đáp cùng giảng viên cuối buổi học. Nếu bạn muốn tham gia, hãy comment số điện thoại ở bên dưới, đội ngũ chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn ngay bây giờ lưu ý đây là khóa học với nội dung cao cấp chuyên sâu học phí cao hãy cân nhắc trước khi bạn comment số điện thoại